Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải tìm giá trị của f với x tại vị trí 2 chia 3. Bây giờ đây là cái đồ thị và đề đã cho ax mũ 3 cộng bx bình phương cộng cx bằng cộng d. Đây là phương trình bậc 3. Bây giờ chúng ta sẽ chọn điểm. Điểm dễ nhất đó chính là vị trí x bằng 0, chúng ta sẽ có y bằng 2. Như vậy chúng ta sẽ có số 0, số 2. Chúng ta chỉ việc thế số 0 vào x thì cái cục này sẽ trở thành số 0. Như vậy ở đây sẽ thành số 2. 2 sẽ bằng với lại d. Như vậy d bằng 2. Sau khi chúng ta có số 2, chúng ta thế vào phương trình luôn. Bây giờ chúng ta sẽ chọn 3 điểm trên cái đồ thị để lập ra hệ phương trình có 3 ẩn A, B, C. Sau đó chúng ta bấm máy, chúng ta sẽ ra được phương trình fx. Điểm thứ nhất đó là vị trí trừ 1, trừ 2. Điểm thứ hai đó chính là x bằng 1, y bằng 0. Điểm thứ ba chính là x bằng 2, y bằng trừ 2. Bây giờ điểm thứ nhất đó chính là trừ 1, trừ 2. Bây giờ chúng ta thế trừ 1 vào đây, vào đây và vào đây thì chúng ta sẽ có là trừ a cộng b trừ c cộng 2 bằng trừ 2. Điểm thứ hai đó là vị trí 0, 1, 0. Như vậy chúng ta thế số 1 vào đây, vào đây, vào đây thì chúng ta sẽ có a cộng b cộng c cộng 2 bằng 0. Điểm thứ ba đó là 2 trừ 2. Như vậy chúng ta thế số 2 vào đây, vào đây, vào đây và chúng ta sẽ có là 8a cộng 4b cộng 2c cộng 2 bằng trừ 2. Bây giờ chúng ta sẽ bấm máy tính cái cục này, chúng ta sẽ có trừ a cộng b trừ c. Để số 2 sang bên phải là trừ 4. Số 2 bên đây cũng là trừ 2. Và cái cuối cùng là trừ 4. Bây giờ chúng ta bấm máy thì chúng ta sẽ tính được nghiệm của A, B, C. Đó chính là số 1, trừ 3 và cuối cùng là số 0. Chúng ta sẽ A, B, C vào phương trình hết. Chúng ta sẽ có phương trình là x mũ 3 trừ 3x bình phương và cái cuối cùng là số 2. Tại vì C bằng 0 rồi. Bây giờ chỉ cần thế 2 chia 3 vào phương trình thôi. Chúng ta đẩy 2 chia 3 vào đây, vào đây và chúng ta sẽ có kết quả. Chúng ta sẽ ra là 26 chia cho 27. Dựa vào đáp án chẳng có câu nào đúng. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.